toàn là những vua mông. Này bồ xa toàn cực cho người ăn xin đứng đây đương kiếm tiền ăn cơm chi. Nhìn Lý Tông thằng đàn ông mặt vây trong cổng đã. Bao năm qua dân trong cổng không nhà, buồn cờ ba que tơ ba que xó la. Ca Ly ơi, sao bây giờ khổ quá, ngày đêm lo kiếm tiền đồng thuê rồi trả cơm. Lòng đau xót cao nào có thông ác mộng của thiên. Chào cả nhà, nghe nhạc giải trí rất là trong cổng ơi, con đóng đứng đó mà mơ. Xin chào, xin chào. Xem nhiều người nói về Lợi Minh. Đây Ca Ly đâu có phải thiên đường, ơi trời ơi con là quần ăn bám. Bao năm qua Ca Ly sầu thế tham, ngày ngày lo kiếm tiền sớm quay về tổ quốc. Hôm nay đi sớm cũng có chương trình mặt mày phải chương trình ba que, nhưng mà nói để cho các bạn hiểu rõ thêm về cái luật pháp cũng như là những cái gì mà chúng làm ở bên này, rồi Lợi Minh, cái chuyện của Lợi Minh như thế nào. Thì nhiều những anh chị em hay là nhiều người nói ra nói vào thì chứng tỏ là nhiều người chưa hiểu gì cả. Hôm nay mình ở nhà làm hot pot, làm nhúng cho mấy đứa con ăn. Trời. Để xem có ba que vào đây không nhỉ? Ba que vào đây càng vui lắm. Sáng giờ đi chợ, đi chạy là về nhà rồi. Uống mấy ngày cái thứ trong uống cà phê nói chuyện tí đã nhá. Đói lắm rồi. Nhìn ngỡ ngàng mặt mày ngủ hơn đi. Pha trà lại. Đây bây giờ là phải uống uống sữa đậu lành. Đó. Uống nhiều sữa đậu lành cho tốt. Pha trà. Đi xà vũ phải bài hát ba que, chúng nó tức ói máu ra mà chết, đúng rồi. Bài này là do những người ở bên Mỹ sáng tác, chứ người Việt Nam người ta không biết chuyện gì ở bên Mỹ cả, cho nên người ta không thể sáng tác được cái bài hát hay như thế. Cho nên mọi người phải hiểu cái chuyện đó. Khi người ta sáng tác một bài hát thì người ta phải hiểu được cái cuộc sống ở bên đó người ta mới sáng tác được, chứ không phải đơn giản như là
Nhưng mà như là mọi người nghĩ là người ta thích nói gì người ta nói. Cái bài hát này nói lên một cái là ai cũng phải đồng ý là rõ ràng. Chào tất. Nay con có ba que à? Ừ, đang chờ ba que ấy. Các bạn gọi ba que vào đi. Xe ra để cho ba que nó vào. Nhiều khi nó không biết á. Hôm nọ nó vào đấy nó ẳng nhiều lắm mà. Nhưng sao muốn nó vào đây nó nói xem là nó nói cái gì. Nó muốn chứng minh cái gì nên sao tìm tài liệu để chứng minh cho chúng nó hiểu. Không, nó lại bảo là cộng sản xuyên tạc. Mình không cần tìm tài liệu của người Việt mà tìm. Nhưng mà khổ nỗi nhiều khi á, tìm tài liệu bằng tiếng Anh thì chúng nó không hiểu. Mà bằng tiếng Việt thì chúng nó lại bảo xuyên tạc. Đấy. Thế rồi thế này. Nó dốt nó như thế đấy. Sang mấy chục năm chê người này chê người kia. Nhưng mà sự thực là mình dốt. Chả biết cái gì cả. Chỉ biết nghe cái lũ cộng đồng nó truyền dạy cho cái gì thì biết cái đó thôi. Ngu lắm cơ. Ok. Chờ chút nha các bạn nha. Các bạn có biết bọn cái gì nhỉ? Sorry. Có biết bọn ba que gọi nó vào đây chơi nó vui. Đó thì cái dầm hôm nay vui quá. Em chào chị Linh, chào Vũ và đại gia đình yêu quý. Hello, chào em Diệu San, chào tất cả các bạn. Yeah. Đi từ sáng rồi chợ búa rồi là mua đồ mua đạp. Hôm nay tính là nấu cái đồ ăn cho mấy đứa trẻ làm nhúng, ở Việt Nam gọi là làm nhúng. À, Lisa thấy nhiều người nói về Lợi Minh cái vụ mà làm cái gì. Có một ai đó nói Lợi Minh là dàn cảnh mấy cái thằng ở bên đó xong rồi nói cái gì đó đại khái vậy. Thì Lê Sào hoàn toàn phản đối những cái người nói ra những cái chuyện như vậy. Tại vì Lợi Minh hoặc là những cái người sống ở bên hải ngoại này đó, người ta nói lên cái sự thật là cả một cái giống như là cái thực tế ở cái cuộc sống ở bên này. Cho nên là đối với Lợi Minh, Lê Sà cảm thấy Lợi Minh rất là can đảm, với lại dám đương đầu. Có thể là bọn ở bên Mỹ, bọn chống cộng nó mạnh hơn ở bên Úc này. Thế nhưng mà Lợi Minh vẫn cứ sẵn sàng đương đầu với chúng nó, đúng không? Nhưng mà có một vài bạn nào đó nói là Lợi Minh là dàn cảnh, thì Lê Sà nói cho các bạn nghe là không bao giờ có cái chuyện như vậy. Hơn nữa, Lợi Minh cũng như Lê Sà đây nói nên những cái gì mình muốn nói và thực tế phản ánh lại cái bọn sống ở bên này. Tại vì nó ăn nói bốn áo cho nên mình mới phải nói lại chúng nó, các bạn hiểu không? Để vạch mặt chúng nó ra, để cho những người Việt Nam hiểu biết thêm về cái cuộc sống ở bên này. Chứ không hoàn toàn không phải là như chúng nó đang xuyên tạc. Thì các bạn cũng nên hiểu cho những người sống ở hải ngoại này, họ không được cái gì cả. Đến một ngày nào đó có người nào đi ra nói là Lisa là
mục đích cái này cái kia không? Hả? Tại vì mình ở bên này, mình sống ở bên này, cuộc sống ở bên này, dùng tiền bên này, và cái thu nhập của mình ở bên này, ở Việt Nam không thể trả được cái lương cho những cái người ngồi ở trên này nói những cái chuyện như thế này. Các bạn đồng ý với Ni Sạc không? Không có ai đi trả lương, hay là không có ai đi thuê mướn, hay là không có cái lợi lộc gì cả khi mà những cái người ở hải ngoại nói lên cái tiếng nói của mình. Người ta nói lên cái tiếng nói bởi vì người ta sống cuộc sống ở đây, người ta nhìn thấy thực tế và người ta nói thẳng, nói thật ra những cái chuyện gì xảy ra ở đây. Thì các bạn đừng có vu khống cho người ta là làm cái chuyện này chuyện kia, hay là có cái mục đích gì. Khi mà mua một cái vé đi về Việt Nam đã gần gần ngàn đô rồi, rồi tiền ăn tiền ở này kia các thứ, ai trả lương được cho những cái người ở bên này? Ha? Những cái bọn mà ba que ấy, nó gửi về cho mấy cái người nghèo 100, có nghĩa là hơn triệu đồng đô à, hơn triệu đồng ở Việt Nam thì người ta cảm thấy quý, nhưng mà 100 đối với những cái người sống ở hải ngoại, một triệu 2 triệu đối với người hải ngoại á, đi ra chợ một cái đi về hết rồi, các bạn biết không? Vậy thì những cái gì mà bây giờ Lê Sàn nói là các bạn nói là Lợi Minh sẽ được cái gì, được cái gì khi mà người ta bỏ hàng mấy ngàn đô ra để người ta đi về Việt Nam, người ta chơi, người ta tiền ở đâu ra? Các bạn có cho được Lợi Minh những cái số tiền như vậy không? Các bạn phải suy nghĩ như vậy chứ. Tại sao người ta nói lên để cho mình biết, mình hiểu thì mình lại lại vu khống cho người ta là như thế? Tại vì nên sao cũng muốn nói lên để cho các bạn hiểu, có một ngày nào đó có thể cũng có ai lại nói là ồ, Linh Xà là thế này thế kia, nhưng mà thực tế Linh Xà là cái con người mà thích nói thẳng nói thật đó, nghe thấy trái khoáy là mình nói, kể cả người Tây người Úc ở đây cũng vậy, nói không đúng là Linh Xà phang lại ngay, chứ Linh Xà không sợ bố con thằng nào đấy hết. Mình không phạm vào pháp luật thì mình không phải sợ thằng chó chết nào hết. Bọn bọn ba que cũng vậy, nó đã từng đe dọa Linh Xà rồi, nó đến tận cửa này, không biết nó nghe thấy Ni Sàn lên livestream thế là nó mới tìm lên địa chỉ, thì mình vô tình mình để một cái mình chụp cái bill, cái hóa đơn ấy, chẳng may nó mới dính cái địa chỉ của mình ở trong đó thì chúng nó mới tìm ra. Tại Ni Sàn cũng không biết, thằng con Ni Sàn nó mới tìm hiểu tại sao mà có địa chỉ của Lê già trên đó thì nó mới tìm ra. Nó ở má mì mẹ mẹ đi mẹ đẻ cái địa chỉ lên trên này. Thế thế xong rồi nó phóng đến đây, nó đứng ở ngoài mãi ngoài tít ngoài đường kia, nó chụp hình vào. Xong nó post lên 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 đây, xong rồi nó đe dọa mình. Đó. Rồi nó đe dọa là nó gì, nó xin 5.000 chữ ký của cộng đồng rồi đuổi Lisa về. Như sao nói là tao là cái gì nhỉ, quốc tịch Úc, đến tổng thống không đuổi được tao về đâu, chúng mày đừng có mơ. Thế xong rồi à, nó làm sao nữa nhỉ, nó đe dọa đủ thứ. Thế rồi nó cho cả địa chỉ của mình lên trên mạng. Thì có một cái thằng đó như sao đã từng nói cho các bạn nghe là nó đưa lên, nó đọc cái địa chỉ của mình lên trên mạng, là cái thằng du học, nó lợi dụng cái thằng đó. Thì Lisa đã tính là đi ra để giống như là để gì nhỉ, để báo với cảnh sát đó, để cho nó gì, nhưng mà mình đi ra đến đến tòa rồi. Tại vì cái luật ở đây nó như thế này, khi một người ví dụ nói về cái chuyện mạng này trước nhá, ví dụ ai đó để cái địa chỉ của mình lên, hoặc đưa cái ảnh của mình lên trên mạng và nói này nói kia, đe dọa hay là bôi xấu bôi nhọ mình, cái đấy là phạm vào pháp luật, ok. Và nếu như mình biết được cái người đó địa chỉ tên tuổi ở đâu, mình đi ra mình báo với cảnh sát
xong rồi á, mình trước tiên là mình phải làm từng bước một. Ví dụ như mình nhìn thấy cái đó, mình sẽ nhắn cái tin cho cái người đó, nói là mày phải ngừng ngay ngay những cái hành động như thế này là trái với luật pháp, không được làm như vậy. Thế rồi nếu như cái người đó không chịu bỏ những cái hình ảnh của mình xuống và không chịu giống như bỏ địa chỉ thì nó kiện được đấy. Thì á, tiếp tục mình làm cái bước 2 là mình ra tòa, mình xin một cái lệnh là cái người này không được động đến mình, nếu mà mình cảm thấy rằng giống như không được an toàn á, tại vì mình đã bị nó cho địa chỉ nên mình nói với cảnh sát rồi. Còn mình muốn muốn nói cái thằng mà đưa cái địa chỉ của mình lên á, thì mình phải báo với cảnh sát để cảnh sát nó đi tìm xem là thằng này là thằng nào, đúng không? Bây giờ cái thằng này nó đưa địa chỉ của mình lên nhưng mà nó lại ở mãi Việt Nam hoặc là nó ở nơi nào đó, thì mình làm sao mà mình làm gì được nó. Chờ lên giả tí. Thì mình sẽ đi ra tòa, mình xin một cái lệnh. Nếu như mình biết rõ cái người đó là đưa địa chỉ của mình thì mình đã báo cảnh sát rồi nhá. Cảnh sát sẽ nó sẽ đến thẳng cái nhà đó, nó làm việc với người đó. Và mình muốn mình sợ rằng sẽ có những cái chuyện gì xảy ra cho mình thì mình phải báo với cảnh sát và ra tòa xin một cái lệnh. Cái lệnh đó là gì? Cái lệnh đó là để cho mình cái người mà nó đe dọa mình đấy, người nào đe dọa mình phải tránh xa mình ra 500 mét, không được lại gần mình. Nó có thể ở đầu đường kia, nó chỗ đằng kia nhưng mà nó không được lại gần mình. Khi mà cái lệnh đấy ra đấy thì tòa nó đưa ra cái lệnh đấy rồi ấy, thì sẽ có cảnh sát nó cầm cái lệnh đấy, nó đưa thẳng đến nhà mình, nhà cái người mà đe dọa mình đó. Và từ đấy trở đi cái người mà đe dọa đó không được bén mảng đến gần nhà mình hoặc là gặp mặt mình hay là cái gì đó. Nếu cái người đấy cố tình thì mình báo cảnh sát thì nó sẽ bắt cái người đó ngay lập tức đó. Trước khi nó làm một cái gì nó phải warning, nó phải cảnh cáo mình trước đã thì nó mới mới làm. Ví dụ như là mình kiện cái người này, hoặc nói về kiện như thế này, khi mà cái người mà đưa cái địa chỉ và mặt mũi mình lên trên mạng thì mình đã làm hết những cái thủ tục là bắt nó phải cách xa mình rồi. Thế nhưng khi mình đưa ra tòa mình kiện là kiện cái gì? Kiện là ví dụ như là Nisa làm ăn đi, Nisa là một những người làm ăn kinh tế đi, làm bán hàng này kia các thứ đi. Ok, thì Lisa kiện nó là thằng này nó bôi xấu, bôi nhọ tôi và làm ảnh hưởng đến kinh tế của tôi, rồi nó đe dọa tôi, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, của gia đình, con cái tôi, rồi làm không có làm ăn được, rồi ví dụ như là cái thu nhập của mình hàng tuần bao nhiêu ngàn đó chẳng hạn. Thì bây giờ vì những cái chuyện này nó làm ảnh hưởng đến cái làm ăn bán hàng của tôi, cho nên là bây giờ tôi chỉ được có 1.000 thôi chẳng hạn vậy. Thì mình đưa ra những cái bằng chứng mình bị ảnh hưởng vì những cái lời đe dọa đó thì bắt đầu nó lại đi sang một cái tòa khác, các bạn hiểu không? Bây giờ như là nội Minh chẳng hạn, ví dụ như là ba cái thằng đấy nó đến nhà nó làm như thế thì lợi Minh chỉ nói nó chỉ ra báo cảnh sát và cho nó một cái warning giống như là một cái lệnh của tòa cảnh cáo và phải tránh xa lợi Minh ra, không được lại gần. Nếu như ba cái thằng đấy mà còn dám mò đến một lần nữa thì lúc đấy chỉ có đi thẳng đến ăn cơm cân thôi, hiểu không? Đó là cái luật ở bên hải ngoại.
Còn các bạn muốn hỏi gì đó thì cứ cứ cho Lisa biết. Tại vì nhiều người á không hiểu được cái luật pháp ở bên này, nên rằng nghĩ rằng ở bên bên Mỹ thì nó cũng tương đương như vậy thôi, nó cũng có những cái từng cái giai đoạn một, ví dụ như là cảnh cáo rồi đưa ra tòa, ví dụ là mình bị ảnh hưởng cái gì đó về về cái chuyện này, ảnh hưởng tinh thần, ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng cái gì thì bắt đầu mình mới kiện nó. Chứ còn bây giờ nó đến nó đe dọa như thế thì mình đã ra cảnh sát mình báo rồi và đã có tòa rồi, không được lại gần mình rồi. Thì là xong, nó không lại gần mình thì nó không dám lại gần mình nữa. Thì có nghĩa là mình đã có cái lệnh rồi. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái bọn đấy nó đâu còn dám nói gì lợi mình trên mạng nữa đâu, đúng không? Trước đây nó chửi rồi nó đe dọa rồi nó làm đủ thứ, nhưng bây giờ thì các bạn nhìn thấy có thấy thằng nào nói gì không? Đúng không? Chẳng hạn như hoặc là cái chuyện của mình cũng vậy. Có cái thằng cái thằng du học nó sang đây xong rồi nó nghe cái con Lisa Phạm á, nó mới lấy cái địa chỉ của mình lại xong nó đọc cho mọi người nghe. Bây giờ Lisa vẫn còn giữ cái video đó. Thì lúc đầu đó, cái hôm mà Lisa đi ra tòa, Lisa đã tính làm như thế rồi. Thế nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại, cái thằng danh con này nó mới qua đây, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của nó mới qua đây nó du học được. Bây giờ Lisa biết rõ nó làm ở đâu. Lisa đã từng gọi phone đến cái tiệm của nó rồi. Và tiệm nó là tiệm tàu bán vịt Bắc Kinh. Mình ba cái đó mình dành lắm. Thế xong rồi á, mình tìm được cái nơi của nó học nữa. Các bạn nên nhớ rằng nếu Lisa muốn chơi nó chết rồi. Nhưng tại sao? Vì mình nghĩ rằng á, nó là trẻ con. Nó chỉ đáng tuổi con mình thôi. Nó sang bên này, bao nhiêu công sức tiền của nó mới qua được đây, lại nộp cho nhà trường mấy chục ngàn một năm, đúng không? Rồi nó bị cái bọn kia dụ dỗ rồi chắc cũng có tí tiền nữa. Rồi nó làm những cái chuyện như vậy thì mình nghĩ là thôi, mình không muốn chơi nó, không muốn làm cái gì nó. Tại vì nếu mà mình đi xà làm ra một cái có thể vớ vẩn đó, nó bị trục xuất nữa cơ. Rất là khổ cho nó. Mà tại vì nó cũng chỉ là một một cái đứa bị cái bọn kia nó làm những cái chuyện như thế, nó nhồi vào cái thằng cái đầu óc thằng đấy không biết luật pháp ở bên này cho nên làm những cái chuyện như vậy. Nhưng nên xả cho nó cái cơ hội. Bây giờ nó có dám há mồm nó nói không? Nó nói thì mình cho nó chết ngay chứ. Nhưng mà cái gì? Lợi mình đang bị lợi dụng, chửi những người đang đánh cuốn gặp ma, sắp đến hồi cáo chung. Ngu lắm, lợi mình lợi dụng cái gì thì nói đúng, thì nếu mà như mà nói đúng thì các bạn đồng ý, mà không nói sai thì thôi cái chuyện đấy. Nhưng mà cái mục đích là các bạn nhìn thấy là người ta cũng cũng đánh ba que mà. Còn cái chuyện trong nước thì đương nhiên là người trong nước hiểu hơn rồi. Phe mình đánh phe ta đâu có cái gì hay đâu. Đến lúc này mà Lisa Vũ chưa thấy thủ đoạn của nó. Thủ đoạn gì? Thủ đoạn là phải... Thế nào gọi là thủ đoạn? Thủ đoạn là phải được lợi mình mới làm, đúng không? Thế vậy thì các bạn hãy nói cho mình biết là cái thủ đoạn đó lợi mình được lợi cái gì? Lợi mình được cái gì khi mà bên này các bạn tưởng là cái bọn ở bên này nó nhiều tiền lắm ạ. À, nó làm như chó ấy, nó móc mả bố nó ra có tiền, có vài cái tổ chức ấy, thì khi mà đằng sau của nó có một cái gì đấy thì nó khác. Nhưng mà mấy cái thằng già rụng mẹ nó hết răng rồi, có cái gì đi làm còn không đủ ăn nữa, ai người ta nhận đi làm nữa, tiền già không đủ ăn nữa, đi ra ngoài đấy xí sớm để cho nó đỡ buồn thôi. Vụ lợi mình là cá nhân với nhau, mọi người đừng
hùa vào nữa, tôi đảm bảo khẳng định nợ Minh không có chuyện đó, ủng hộ 100%. Đừng có chuyện bé xé ra to, đôi khi có thể người ta nói con người mà ai mà không có lúc nói giống như là nói sai hoặc là chẳng lỡ miệng, đúng không? Nhưng mà các bạn phải nhìn vào cái lợi nhiều hơn hay là cái hại nhiều hơn, thì chúng ta phải đấy, như thế lịch sử nó là lịch sử, không ai có thể mà thay đổi được cả. Thế cái chuyện đó đừng có nghĩ tới nữa, lịch sử để cho lịch sử phán xét. Còn bây giờ hiện tại, cái tương lai ngày hôm nay và cái ngày mai chúng ta nghĩ tới. Còn cái chuyện lịch sử là lịch sử, lịch sử nó đã là ngày hôm qua, nó đã xảy ra như thế rồi, không ai có thể đổi lại được nữa, đúng không? Bây giờ mình ngày xưa mình 17, 18 tuổi, mình trẻ lắm, mình đẹp lắm chứ. Bây giờ già rồi phải xấu đi, cái đấy không thể đổi được, không thể quay lại cái thời gian đó được, các bạn hiểu không? Và cũng không ai có thể chối cãi được lịch sử cả. Cho nên là có thể tại vì lịch sử mình không sinh ra cái thời đấy, mình cũng không thể hiểu được 100%. Chó mình ngoan như nó ngồi im đây, cái bánh mì để trên bàn nó không dám ăn. Xin chào tất cả mọi người của nội mình là cá nhân. Yeah, đúng rồi. Thế đó, cho nên là các bạn phải hiểu là những cái người ở hải ngoại nói lên cái tiếng nói, không phải ai người ta cũng dám nói đâu. Và không phải ai cũng rảnh rỗi để nói như mình mới lại những cái người mà cất lên tiếng nói. Tại có thời gian rồi này kia các thứ người ta mới nói thôi, chứ không ai rảnh hơi để nói những cái chuyện đó đâu. Nên sao nói thật đấy. Nên các bạn đừng phải biết quý trọng những cái người người ta dám nói, nên dám chống lại cái luận điệu của bọn ba que. Đừng có vu khống cho người ta như vậy, cái đấy là không đúng đâu. Còn chuyện của mỗi người á, mình thích ai, mình đồng ý với ai, đấy là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng mà đừng có vu khống trắng trợn cho người ta như thế. Họ không được ăn thì đạp đổ, lợn Minh bị cuốn vào vòng bát, quái bị một nhóm lên, kế hoạch triệt hạ thật bị ổi. Triệt hạ cái gì? Mình không biết cái chuyện xích mích của mọi người như thế nào. Nhưng mà nếu mà nói là vì những cái chuyện mà Lợi Minh nói làm những cái chuyện đó, hay là cái gì mà nói là Lợi Minh là một cái phe khác hay là như thế nào, thì mình hoàn toàn không đồng ý. Đúng không? Bị ổi như thế nào? Nói cái câu chuyện nó ra xem sao. Tại vì từ xưa đến nay mình xem Lợi Minh làm những cái clip rồi nói những cái chuyện đánh phá ba que, mình cảm thấy nó hoàn toàn là thực tế ở cái xã hội bên này. Mà chỉ Lợi Minh chỉ đánh ba que thôi chứ đâu có nói gì ai đâu, đúng không? Cho nên nhiều khi đấy, các bạn phải suy nghĩ rằng trong cái những cái chuyện này đấy, có rất nhiều những cái người, có khi mình phải hỏi lại, có khi nào chính mình bị lợi dụng không? Chính mình là người lợi bị những cái kẻ xấu ở Việt Nam lợi dụng không, để đánh phá những cái người như là Lợi Minh, như là Lisa, để cho những cái người ở bên này không có nói nên cái tiếng nói của mình nữa, để cho cái bọn ở bên này nó lừa đảo được những cái người ở bên này quyên góp tiền cho chúng nó. Có khi nào các bạn hỏi lại, các bạn chính các bạn là người bị lợi dụng không? Chứ như Lisa hay Lợi Minh, mấy cái người bên này á, ăn tiền của ai? Hả? Ai có thể trả được tiền cho mình? Trả bao nhiêu? Ví dụ như ngồi đây mà nói được mấy trăm đô á, đưa đây, ba que đưa đây, Lisa nói cho nghe.
cũng cũng đi luôn. Nó có trả được tiền không? Nó mong mả bố nó ra à? Một cái ca sĩ đi nghiệp nghiệp dư thôi, đi ra hát cả một đêm nhảy múa rồi á. Ngày xưa mình biết một con bé nó ca sĩ nào là đi làm tóc đã mất mấy chục rồi, xong rồi đi làm móng tay, xong lại quần quần áo áo mất cha trăm bạc rồi mà trả được có hơn trăm, lỗ rồi đấy. Đấy là đứng lên trên làm ca sĩ hát học xì dầu ra cả một đêm mà được có hơn trăm đồng, mà quần quần áo áo rồi đầu đầu tóc tóc rồi mình bảo chết thế rồi. Cuối cùng mày được cái gì? Đúng không? Thế nhưng nếu như mà có lương mà ngồi đây mà nói chuyện có lương thì sướng quá làm gì nữa. Các bạn phải hiểu là như thế chứ, ai trả được cho lương cho mình, kể cả ở Việt Nam vậy, những cái người ở đây gửi tiền về thì được. Tại vì đối với người Việt Nam 1 triệu, 2-3 triệu nó rất là to, và đối với những cái người nghèo, người người ta làm ăn lao động đúng không? Thì nó chỉ gửi 100, 200 về thôi, một người đứng lên kêu gọi lên này nó làm, nó làm cái kia. Nó làm loạn lên. Thì được. Chứ không ai có thể trả được lương hay là làm những cái người như Ly Sái, Lợi Minh hay các bác các chú ấy mà có thể có tiền được. Hơn nữa mình đâu phải lên YouTube để mình câu view để mình kiếm tiền ở trên này đâu. Các bạn phải hiểu rõ đó như vậy. Trong những cái gì cũng vậy, mình phải tỉnh táo, mình phải suy nghĩ, mình phải nghĩ từ hai phía, đừng có bạ đâu nói đấy. Đừng có, người ta bảo không ưa thì dưa có roi, đúng không? Khi mình không thích cái người này rồi, có cái gì sai với mình thì người ta có nói cái gì làm cái gì cũng không vừa ý mình. Và đặc biệt người Việt Nam là như vậy, đúng không? Cứ có ít thì xít ra nhiều, xong rồi nói xong rồi loạn hết cả lên, xong rồi chửi người nọ chửi người kia, đâu có hay đâu. Ở bên này bọn ba que nó đang đang nói là đấu đá nhau ở Việt Nam, chửi nhau tùm lum lên, các bạn có thấy vui không? Hello, hello, hello các em nhé. Thì mọi người thử suy nghĩ xem có đúng không? Tại sao mình cứ phải phe mình đánh phe ta làm sao? Khi nào người ta tỏ rõ ra là người ta là một cái phe này phe kia, hay là người ta bênh cái này bênh cái kia thì mình cũng nói. Còn bây giờ rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn thấy là như thế. Nhưng mà chuyện xích mích cá nhân thì đừng có đem cái chuyện chung vào để mà chửi nhau, đúng không? Còn á, ví dụ như là những ai mà nói là ở trong Việt Nam nói là người này yêu nước, người kia yêu nước, yêu hay không chỉ có cái người, chính cái bản thân người đó mới biết thôi. Và mình yêu hay yêu bao nhiêu, yêu nhiều, yêu ít hay là không yêu hay là như thế nào, đấy là cái chuyện của mình. Còn người ta yêu bao nhiêu, người ta làm bao, người ta yêu nước bao nhiêu, đấy là cái chuyện của người ta. Không có ai bắt buộc được ai. Đúng không? Ngay bố mẹ đẻ con cái ra cũng đâu bắt được con nó phải thương mình đâu. Đúng không? Đừng có nghĩ cho nó, nói làm sao, nghĩ cho nó đúng một tí, đừng có bạ đâu nghĩ đó xong rồi cứ hùa theo, hoặc là cứ cứ đua nhau xong rồi không thích thì đánh phá người này đánh phá người kia, nó chả ra làm sao cả. Nên này 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 nhiều khi này đúng ý cái bọn ba que nó muốn như vậy mà, nó muốn các bạn như vậy mà, chính các bạn là đã đang bị cái bọn ba que nó lợi dụng rồi, đúng không? Rồi một ngày nào đó ấy, mình bênh Lợi Minh rồi á, sẽ có người lại chửi mình là cùng phe rồi, là lại lại có ý đồ rồi, lại có mưu mô này kia các thứ. Cái chuyện này là chuyện bình thường, mình chơi ở trên cái mạng này là mình chấp nhận rồi. Nhưng mà chủ yếu là mình sống bên này, cuộc sống bên này mình nhìn thấy thực tế của cái bọn ở bên này nó nói những cái gì, mình phản biện lại chúng nó,
đó là cái mà mình suy nghĩ để mình đánh chúng nó thôi. Còn cái chuyện ở Việt Nam mình đâu có sống ở Việt Nam đâu mà mình dám nói, đúng không? Mình chỉ nhìn thấy những cái gì ở bây giờ Việt Nam đẹp hay là cái gì thì cái đó là sự thật, không phải là riêng mình nói mà cả thế giới này nó đều nói hết. Rồi tin tức hàng ngày nó vẫn nói đấy. Việt Nam á, sau này bao nhiêu năm nữa sẽ là như thế nào á, cái gì kinh tế đứng thứ hàng bao nhiêu của thế giới rồi, rất là mạnh rồi, tiến triển rất là nhanh kinh tế. Cái đấy là sự thật, cái đấy là trên tin tức ở Tây, trên tin tức này nó nói ầm ầm ra, tại vì các nước đều bắt tay với lại Việt Nam rồi, làm ăn rồi á, buôn bán rồi á, sắt thép dầu rung các thứ loạn lên, chứ đâu có phải Việt Nam chỉ chơi với Trung Quốc không đâu, đúng không? Nên mọi người đừng có đấu đá nhau làm gì nữa, đúng không? Mình nhìn cái mục đích chung để mình nói thôi, chứ còn ba cái chuyện xích mích vớ vẩn thì bỏ đi, chúng ta lớn hết rồi, già hết rồi, đừng có như trẻ con nữa, đúng không? Đừng có lôi nhau ra rồi chửi giống như là chả ra làm sao cả. Thấy thấy mấy cái thằng gì đấy vẽ cái phụ tùng lên mặt của Thái Ngọc Nhiên, thấy có ra làm sao không? Giống trẻ con không? Trẻ con các bạn có thấy nó làm những cái chuyện như vậy ở trên mạng này không? Tại sao chúng ta già rồi mà chúng ta lại làm những cái chuyện như vậy để mà đấu đá nhau? Thấy nó không có một cái gì là hay cả. Làm người ta như thế, người ta tức, người ta chửi cho chả ra cái gì cả. Thấy không? Chửi đi chửi lại, có ra gì không? Rồi này này nói là Lợi Minh dựng nên rồi, tại sao không bắt rồi, ở Mỹ như thế, như luật pháp như thế. Nên sao nói này này, đến ngày 24 tháng này nên sao lại phải ra luật, ra tòa một lần nữa ở Úc đấy. Mà như là mọi lần mình đã nói rồi, chỉ có cái chuyện con bé kia nó chạy sang nhà mình, nó kêu cứu là bạn trai nó đánh nó thôi, mà đến bây giờ hơn 1 năm rồi rồi giải quyết chưa xong đó. Rồi mình đi ra làm chứng, làm lên làm xuống rồi chưa ra làm sao cả. Rồi hôm nọ mình gọi phone cho cảnh sát, tại vì nó khi mà nó mang cái thư này tới cho mình, cái đơn đơn này tới cho mình để ngày ra tòa đấy, thì ở đằng sau nó có ghi rõ hết là nếu mà mày không ra là mày bị bắt đấy, bắt buộc phải ra, và tại vì mình đã ký là mình làm nhân chứng rồi. Thế mình ra ra chỗ chỗ đồn cảnh sát ấy, chả có muốn mà nào đấy đứng đợi bao nhiêu lâu mới có một cái thằng nó ra. Mình bảo chứ tao gọi lên đây mà không có ai bắt phone cả, thì nó mới nhìn cái lá thư đó, nó nói là cái người phụ trách cái vấn đề này không có ở đây. Bởi chứ mấy hôm nữa tao phải ra tòa rồi, mà trong này nói là trước khi ra phải liên lạc với mày, mà tao liên lạc không được cái người này. Thế đến bây giờ mình không biết là cái ngày đấy có ra không. Rồi ông xã mình cũng đi làm rồi, cứ cứ lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống, rồi mình lại phải xin nghỉ một ngày, lại mất một ngày nữa rồi, đúng không? Các bạn tưởng rằng ở bên này nó gì lắm mà, tại vì những cái người mà sống ở bên này á, người ta chưa có gặp ở những cái trường hợp như vậy, người ta không biết, và cũng cái bọn cộng đồng ấy nó cũng không nói cho người ta biết. Những cái đấy là chúng nó phải bưng bít rất là kỹ rồi, chúng nó không bao giờ chúng nó nói rồi, nó nói cho người ta biết để người ta biết là những cái gì phức tạp ở bên này nó như thế nào đâu. Có những người biết, có những người mù tịt không biết gì hết. Chuyện Đào Minh Quân quá xạo, bạn phải hiểu cần cái gì. Đào Minh Quân phải không? Quá xạo, bạn phải hiểu cần gì hỏi. Đào Minh Quân à, lại nói đến Đào Minh Quân. Từ trước đến giờ thằng nào chả chửi ba que vài clip để lấy lòng dân Việt, hồi sau sẽ rõ.
thì để đến đi lúc nó trắng ra đi rồi hắn nói, đúng không? Nhiều khi các bạn chưa gì, chưa đâu vào đâu đã nói rồi, có khi đổ oan cho người ta thì sao? Chị ơi, chị biết về bài phát biểu của ông Đào Minh Quân về việc kiện miền Nam ra tòa. Để lên ra xả tắt cái máy sưởi. Cái thằng cha Đào Minh Quân cái thằng khủng, thằng điên ấy, thằng nó suốt ngày nó ở bên Mỹ nó chơi đồ hàng nó buồn quá không có gì làm, nó nôi mấy cái thằng, mấy cái ông già ra nó chơi đồ hàng ấy. Ngày xưa nên sáng hay chơi đồ hàng hay là làm bố làm mẹ rồi này kia các thứ, rồi có con rồi đút cơm cho con ăn, nó cũng giống như vậy thôi các bạn nó đâu có khác gì đâu. Nó bảo nó là tổng thống à, ai bầu cho nó là nên làm tổng thống, mà những cái người ở bên này cũng ngu, mấy cái thằng mà đua theo cái thằng cha đó cũng ngu, đã ngu này còn dốt, dốt này còn khó đào tạo nữa. Rồi những cái làm cho mấy cái ông bà ở Việt Nam, những cái người người Việt Nam thì nên sao không nói rồi, tại vì người ta rất là đơn giản cho nên nhiều khi người ta không có hiểu được cái cuộc sống ở bên Mỹ thực tế nó như nào, mà người ta chỉ nhìn cái bề mặt là ồ thằng này ăn mặc tươm tất rồi đi xe như thế như thế. Các bạn có biết là khi một người chết á, người ta muốn làm cái gì cũng được hết á, ví dụ như là người ta để lại cái di chúc hay là cái ước nguyện của người ta là tôi nằm xuống thì phải làm như thế này, phải đi xe Mercedes, đi xe gì gì đó đắt tiền rồi đưa tôi đến phút cuối cùng chẳng hạn như vậy, thì những cái nhà đòn á nó sẽ chu cấp đầy đủ. Ngày xưa Linh Xà có một đứa cháu nó bị ung thư, nó cũng chết, thì ông anh ông ấy chôn nó, ông anh họ có bà con cũng xa, con bé tội nghiệp lắm, nó có 4 5 tuổi thôi bị ung thư nó chết, thì anh ấy cũng mướn xe của nhà đòn á, thì thuê xe của nhà đòn thì thuê xe rất là trang trọng, rồi khi mà đi đi ra chở chở tất cả mọi người đưa đứa bé đấy đi đi ra nghĩa địa để chôn á, thì bắt đầu người ta phải vòng về nhà mà người ta ăn mặc rất là chỉnh tề, com lê rồi đeo găng tay trắng, rồi người ta đứng người ta bước xuống đi vào nhà xong rồi vòng một vòng quanh cái nhà đó xong rồi mới đưa ra nghĩa địa để chôn. Thì Đào Minh Quân nó làm cho Lê Sàn nhớ lại là khi mà bất cứ ai mà ra nhà đòn á mà thuê xe cũng có những cái xe như vậy để mình thuê, hoặc là đám cưới hay là cái gì đấy ở bên này cứ có tiền là được à. Nó thuê ví dụ như nó thuê tiếng, nó thuê vòng một vòng nó 15 phút là bao nhiêu tiền đó chẳng hạn vậy, cả buổi lễ có mỗi 10 15 người. Hơn nữa anh, nếu như mà nó nói nó là tổng thống thì nó mang quốc tịch gì và những cái người bầu cho nó là ai, tổng thống của nước nào, nếu như nó là người người mang quốc tịch Mỹ thì nó là tổng thống Mỹ hả, thế thì ai bầu cho nó đó, mà trong khi nó cứ hô hào là phải có dân dân tự bầu rồi này kia kia các thứ, có phải chúng nó tự chúng nó đập vào mõm chúng nó. Thế có bọn lừa đảo rõ ràng chưa? Cái thằng Đào Minh Quân có phải lừa đảo không ba que? Về cái gì còn nó kiện cái mấy Nisa đã nói rồi, nó nói những cái bài phát biểu của nó chỉ là chơi đồ hàng thôi, mình thấy mấy cái đứa bé nó cũng chơi đồ hàng, nó làm ra đủ kiểu ấy thấy. Cái gì
VHL là cái gì? Nhận bắt đầu bộ tinh và mấy ngàn minh quân lên sướng đỏ mông. Đừng viết tắt nha, viết tắt mình không hiểu đâu. Tại vì bây giờ nhiều cái từ ngữ mới lắm, nhiều khi mình cũng không thể là mình cập nhật được. Ví dụ như ngày xưa ở Việt Nam mình đi học làm gì có cái câu là mạng xã hội, đúng không? Tại vì mình cái thời đó làm gì có mạng. Cho nên lý do tại sao mà mỗi một ngày giáo dục rồi những cái giáo dục ở trong nước hoặc bất cứ ở nước nào cũng vậy, nó đều phải cập nhật, nó update cái những cái chi tiết như thế. Tại sao ngày xưa mình học mình không có mạng, bây giờ mình nghe cái câu mạng xã hội thì mình cũng phải nghe nhiều lần rồi giải thích thì mình mới biết được chứ, thì mình cũng phải học chứ. Cũng như mấy cái đứa trẻ ở Việt Nam bây giờ nó phải đi học thức của nó bây giờ là theo thời đại chứ không phải theo ngược lại những cái ông bà ngày xưa dạy mình, nó khác hoàn toàn rồi. Ở bên này mỗi một năm đi học á, mấy đứa con của Lisa đều phải mua sách lại hết. Đôi khi nó cũng dùng lại sách cũ, nhưng mà sách cũ á, tùy từng cái thôi, còn sách mới á, là toán hay là những cái gì á, nó đều in lại mới hết, mình đều phải mua hết. Nhá. Ví dụ như nhiều đứa nó có những cái sách có thể dùng lại được ấy, thì nó mua half price, nó mua cái gì nhỉ? Nửa giá của những cái đứa bạn của nó chẳng hạn như thế. Thì nó mua ít tiền đi một tí thôi. Còn có những cái sách chẳng hạn như toán hay là cái gì ấy, là năm nào cũng nó cũng đổi hết, không có năm nào giống năm nào hết, phải mua mới. Nên nhà mình có hai thằng con, nó học cách nhau một năm thôi, nhưng mà thằng em đâu có bao giờ dùng được sách của thằng anh đâu. Đó, năm nào cũng phải mua, rẻ nhất cũng phải 50 một quyển sách rồi. Rồi đồ dùng dụng cụ, rồi quần áo, đồng phục, rồi đủ các thứ. Đó, đừng có nghĩ là ở bên này không phải mua sách, làm gì có iPad cho. VHL Vũ Hoàng Lân. Ồ. Anh Đào Minh Quân, anh tặng nhân dân Việt Nam 21.000 tỷ đô la đó chị. Nó sắp xuống mộ rồi, hỏi vào lò rồi, hỏi nó có tiền chôn không đã. Bố cái thằng ấy nó nói dối mà không chớp mắt luôn. Năm nay nó phải gần 80, nên sàn nhìn nó cũng phải 80 tuổi rồi gì nữa. Sắp đi rồi, cho nên là ông ấy chơi đồ hàng với mấy ông thôi. Khổ lắm, các bạn đừng có tin cái thằng cha đó. Tổng thống gì già khú đế ra rồi, ai người ta cho làm tổng thống ví dụ như có thật đi nữa. Điền. Cái gì? Có cái shit nó đang... Nó đang có mấy triệu coin. Ai mà tin được cái thằng cha ấy nói. Những người tin nó là những người dốt, những người mà theo nó để diễn hài ấy là những thằng ngu. Muốn gặp phỏng vấn Đào Minh Quân thì chấp nhận điều kiện phi lý mà trong đó là phải đạp lên mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy nên Vũ Hoàng Lân rất nguy hiểm và khổ nạn. Cái đấy các bạn cũng không nên nói như thế. Đừng có nghe những cái lời. Nếu như sự thật có thật là các bạn nhìn thấy clip hoặc Vũ Hoàng Lân đi lên trên đấy thì chúng ta nên nói. Còn nếu mà không có thể người ta thương lượng là tôi không làm những cái chuyện đấy hoặc là cái gì đó.
Thì cho nên chúng ta làm cái gì, nói cái gì cũng phải có bằng chứng cụ thể, và chúng ta phải suy nghĩ cho nó ấy đi, chứ đừng nghe người này trong một cái ngành nghề nó đều có cái kiểu như là ganh đua nhau rồi đả kích nhau. Đó là cái thói của bọn bọn ngụy quân ngụy quyền từ xưa đến nay, các bạn biết không? Kể cả người Việt Nam nữa, ở bên này cũng thế, làm ăn cái gì ấy, mình làm không được bằng người ta bắt đầu đạp đổ đó. Không như người Trung Quốc, người ta làm ăn bên này, người ta người nào làm người đấy, người ta không có tôi không có bán ế hàng, tôi cũng không bao giờ tôi đạp đổ anh, người ta không có cái kiểu ganh đua như vậy. Nhưng mà riêng người Việt Nam là có, tại vì người ta quá khổ đi để người ta đạt được những cái đó. Thì khi mà người ta không đạt được, ví dụ như người ta phải cực khổ hạ tiện rồi làm ăn tần tiện rồi đầu óc buôn bán, người ta mở được một cái tiệm. Thế đến khi người ta mở được một cái tiệm, người ta đang đắt hàng, tự nhiên có một cái tiệm nữa lại cũng mở y như là họ vậy đó. Thế là làm cho người ta ế, thế là cú quá thì nó phải không, nó không làm được, nó không đắt hàng như ngày xưa nữa, thì bắt đầu nó quay ra nó chửi nhau với cái tiệm mới chẳng hạn như vậy. Đó là cái thói không tốt của người Việt Nam mình. Các bạn có đồng ý với nền sản như vậy không? Chào chào tất cả mọi người, đây là tin chính xác 100% đó chị. Tin gì? Tin chính xác, ok. Ly Sạc cũng đã từng nghe nói, nhưng cái chuyện mà Vũ Hoàng Lân gặp cái thằng cha đó, các bạn có nhìn thấy cảnh mà Vũ Hoàng Lân đi vào cái văn phòng đó không? Tại vì cái văn phòng đó nó đã bị close rồi, nó đã bị đóng cửa rồi, đâu có phải là đi vào trong văn phòng đó để gì đâu. Mà Lê Sào được biết là cái tiệm đó là tiệm bán quần áo đồ cưới, thì Vũ Hoàng Lân có phải đi vào trong cái văn phòng đó để ngồi không, trong cái văn phòng đó đã đóng cửa rồi. Thì các bạn đừng nghe cái người này khi mà mình chưa thực thực tế tận mắt mình nhìn thấy, đúng không? Nhiều khi những cái kiểu như là ghen ăn tức ở với nhau ấy, cùng một ngành nghề với nhau rồi ghen ăn tức ở xong rồi nói xấu nhau ấy. Cái thói đó là thói của người Việt, mà đặc biệt là của bọn ngụy nữa. Đúng không? Khi mà mình trở cờ, dùng đủ mọi thủ đoạn, dùng đủ mọi cách, nước mắt có thể rơi tầm tới tã, quỳ lạy rồi đủ các thứ, xong rồi quay ra đả phá người này, đả phá người kia. Đó là cái kiểu của bọn đó. Ngày xưa mình đi học cũng vậy này, gặp ngay cái thằng ở trong cộng đồng ấy, nó dạy, nó thấy mình hay cãi nó một cái nào bắt đầu nó tìm những cái sơ hở của mình ra, xong bắt đầu nó đưa lên, xong bắt đầu nó nói là mình sai rồi này kia các thứ. Mình đâu có sợ nó đâu, mình chơi lại nó ngay chứ, ngày nào cũng cãi nó, mình nói lại luôn đấy chứ. Dạy cái thằng đấy, mấy mấy người nói là làm sao không không đi học này kia, mình bảo cái thằng ấy không đủ tư cách để dạy mình. Xin chào Lisa Vũ, xin chào các bạn. Nó suốt ngày nó lên trên lớp một cái, nó giảng một cái là nó quay ra nó bảo cộng sản thế này cộng sản thế kia, mà mẹ nhà nó, tiền thuế của dân cho mỗi người đi học ngành, nên sao đi học cái community nào học về giúp đỡ những cái người trong cộng đồng, mình rất thích cái công việc đó. Thêm nhưng mà mới đầu, lúc đầu thì nói đi học thì bảo có người Việt với người Tây dạy rồi có xe đưa xe đón, cuối cùng lên đấy chẳng có cái mẹ gì cả, xong nó bảo là đưa cho cái cho mỗi người cái laptop, đến lúc nó bảo nó cho cái nó phải học sau sau 3 tuần thì được cái laptop, đến khi học xong sau 3 tuần rồi nó bảo chỉ được mượn thôi không cho. Cái tổ sư nhà cái lũ khốn nạn nữa,
chúng mày ở cái đất Úc này á, mấy đứa con mình nó bảo mẹ kiện nó đi, tiền thuế của chúng nó làm mà chúng nó đóng để cho những cái người người ta đi, nó có cái chương trình là đi học để đi ra đi làm, đó là cái cách đầu tư của ở bên này. Đến khi mình đi học ấy thì cái bọn đấy á, nó ăn ăn nhau với nhau, lấy một mỗi một cái khóa đấy học đấy là 80.000 đô Úc đó. Bây giờ mình đang nợ mười mấy ngàn của ba của mình này, mình đi học có mấy tuần rồi, hơn tháng hay 2 tháng thì cuối cùng mình cãi nhau với nó xong mình không thèm học nữa, không thèm học đấy, nó cũng chơi mình, cuối cùng cái trường ấy đóng cửa rồi. Mà mẹ thằng chó cứ động há mồm ra cái cộng sản thế này cộng sản thế kia, còn chúng mày thì sao đó. Lôi cả cái người ngồi xe lăn rồi 70-80 tuổi cũng lên đấy học, chúng mày có phải gian lận không? Bao nhiêu người người ta có chửi cho chúng mày không, cái lũ chúng mày kiện tao đi, tao nói đấy thằng chó. Bây giờ mình lợ chính phủ mấy mấy ngàn đấy, bây giờ nó ra cái luật là sau này mình có việc mình đi làm mình phải trả, biết đâu một ngày đó nào đó nó lại đổi luật, nó bảo tất cả những cái người mà lợ tiền á phải trả tiền, lợ tiền chính phủ á mà không trả đó mình ra khỏi nước nó không cho ra đâu, không đi được đến đâu đâu. Cho nên biết đâu được một ngày nào đó chính phủ nó lại đổi cái luật, nó bảo chứ thằng nào lỡ tiền là phải trả. Thì lúc đấy làm sao? Lúc mình ký giấy ấy, thì là nó bảo là bao giờ làm có lương tương đây thì mới phải trả từ từ. Nhưng đến cái bây giờ đùng một cái nó lại đổi ngược luật lại. Thì có phải những cái người đi học ấy bị lỡ? Mình đi học có mấy tuần thôi là mười mấy ngàn. Chứ còn những cái người kia học mấy tháng chẳng hạn vậy, gần 3-4 tháng rồi nợ mấy chục ngàn. Mình chỉ tin vào Tổ quốc, bộ đội cụ Hồ thôi. Nhà nước là trên, đảng nhưng là cờ đảng, lúc nào cũng sánh vai cờ Tổ quốc. Nói chung là cái chuyện ở trong nước thì Lý Sà không nói nhiều, tại vì mình cũng không có phải sống trong đó. Nhưng mà những cái gì mà cái bọn ở bên này nó nói ăn tục nói phét rồi là nó làm những cái chuyện đó ra đấy, nó ảnh hưởng đến gia đình mình, họ hàng nhà mình, anh chị em mình, những người quen biết mình và tất cả những người Việt Nam nói chung, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đó. Bản thân ai, ví dụ như những người thân của mình không có công ăn việc làm, ví dụ như những người đi biển bắt được cá rất là nhiều cá, rồi Úc này hay là Mỹ kia nó nhập khẩu, rồi bọn ở bên này nó cứ nói là Việt Nam có độc rồi này kia các thứ, thì ai dám ăn? Thì có phải những cái người kia người ta không có lương không? Thì có phải là ảnh hưởng đến cái người thân của mình không? Những cái người sống ở hải ngoại ấy, người ta suốt ngày phải gửi tiền về giúp gia đình đó, anh chị em nhiều khi nào ăn thất bại rồi lại lại phone sang lại hỏi chẳng hạn vậy, mình thì mình không giúp anh chị em, kể cả anh chị em trong gia đình vậy, khỏe mạnh là phải đi làm chứ mình không có chỉ giúp cho bố mẹ thôi, bố mẹ già thì mình phải giúp, còn anh chị em trong gia đình ấy, có con có cái đẻ được ra là phải lo, chứ không phải là nhờ vào mình như nào, mình cũng phải làm, cũng phải phải cuộc sống cũng phải vất vả mới có được chứ. Đinh Na Thăng tham mô là có thật, 30 năm tù rồi. Đinh Na Thăng là ai mình cũng không biết, em không hiểu tổ chức của Đào Minh Quân lấy tiền ở đâu để duy trì hoạt động vô bổ như vậy. Ai... cái này thì phải hỏi chính những cái người đó, thì nó phải bây giờ mình nói thật nhá, nghe đâu cái thằng cha Đào Minh Quân ấy, nó làm ăn ngày xưa nó làm ăn đúng không, thì 100
1.000, 2.000, 3.000 đối với những cái người làm ăn ở bên này nó nhỏ lắm. What do you want? 我通哦. I know. Ok. Ok, nói đến đây thôi, nó đói rồi, đi nấu cho nó ăn rồi. Để nó khác gọi tiếp.